Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình làm rau câu cà phê sữa dừa và chia sẻ một số mẹo để mà rau câu của mình không bị chảy nước hoặc tách lớp. Rau câu thì nấu rất là đơn giản, chỉ khuấy nước vô rồi nó sôi bỏ đường là xong. Nhưng mà để cho nó đẹp, ngon, cái miếng rau câu nó sắc sảo, nhất là làm có nhiều lớp á, mà nó đều nhau và nó không có nó song song á, thì cũng phải cần cái khéo tay và những cái mẹo nho nhỏ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là cái nguyên liệu mình sẽ xài là bột rau câu hiệu cái điện thoại đó. Rồi cà phê thì mình xài cà phê cái loại instant espresso đó, nước cốt dừa, đường, nước. Bây giờ mình bỏ vô 25g, một cái bao này là 25g, cái hiệu của điện thoại, telephone brand. Mình cho vô là 1.800ml nước, tức là 1.800g. Mình ngâm nó ở trong một cái nồi to khoảng 10 phút để cho cái bột rau câu của mình nó ngấm nước trở lại. Nó nở ra thì nó sôi lên, nó mới tan đều. Mình sẽ cho nó vô là 1/4 muỗng muối. Rồi 300g đường. Mình khuấy lại cho nó tan đều hết cái đường ở trong vô đường với muối vô trong cái nước rau câu này. Bây giờ mình chuẩn bị phần cà phê thì mình có 100g nước sôi bùng nha. Mình bỏ vô 4 muỗng cà phê espresso này là tương đương với 10g á, mình cân mình dò mình thấy 10g. Nếu mà bạn không có cái cà phê espresso này thì bạn có thể xài cà phê instant coffee á, thì cấp rưỡi, ví dụ như là một muỗng espresso bạn thay thế bằng một muỗng rưỡi cà phê thường. Nhưng mà cái mùi vị nó sẽ không ngon bằng espresso. Cái màu này thì nó sẽ đậm hơn. Bây giờ mình cho vô 100g nước lọc để mình làm cái màu cà phê này là 200g tổng cộng. 210 á, tại vì có 10g của cà phê nữa. Nửa lon nước cốt dừa. Nửa lon này là 200g. Mình sẽ cho vô một cái nồi nhỏ. Cái nồi này để lát mình nấu luôn. Bây giờ thì mình đem cái nồi rau câu mình nấu lên, nấu ở nhiệt độ trung bình. Thì mình nấu nó từ khi mình bỏ vô nấu đến khi nó sôi thì khoảng 15 phút. Mình khuấy liên tục. Rau câu nó tan ở nhiệt độ là 190 độ F, tức là 90 độ C. Mình không có được nấu lâu nha. Nấu lâu thì nó cũng không... Rau câu nó sẽ không có đông bằng khi mà nó vừa sôi. Bạn thấy á, cái vá bây giờ là nó lợn cận cái bột ha. Mình khuấy cho đến khi nào mình dở lên cái vá mình nó không còn cái bột lợn cận, đó là nó vẫn còn, thấy không? Mình tiếp tục khuấy. Rồi, nó hết rồi đó. Kệ nó có bọt gì cứ để nguyên vậy cũng không cần vớt đâu. Cái vá bây giờ mướt rồi, mình tắt lửa đi. Mình sẽ để cái nồi dừa lên cái chỗ lửa nóng đó. Bây giờ mình chia ra làm hai. Tổng cộng của mình xài là 2.500g. Mình trong đó có 200g cà phê, 200g dừa. Thì mình sẽ đổ ra, bạn chia đôi ra cái nước đó, thì mỗi bên nó là 1.050g. Nhắm chừng cũng được, còn muốn cân chính xác thì bạn chia đôi ra. Bây giờ thì cái nồi mình coi như là mình lấy ra một nửa ha, mình đổ vô trong cái dừa, rồi còn lại một nửa trong nồi thì mình đổ cà phê vô. Bây giờ thì mình có hai cái nồi, một cái nồi cà phê và một cái nồi dừa. Hai cái nồi đó mình đều để lên bếp lửa ấm ấm cho nó khỏi bị đông lại. Mình có hai cái khung. Mỗi cái khung đó dung lượng của nó là 6 cấp nước, 6 cấp á. Mình đổ một bên thì màu trắng trước, một bên thì màu nâu trước.
Mục đích mình làm như vậy để cho nó khác, nó đẹp một phần. Cái thứ hai nữa là để cho hai cái nồi mình lúc nào mình cũng xài tới. Mỗi cái tầng gọi là layer đó thì nó khoảng từ 5, 6, 7 phút thì tùy. Nó với đông, nó đông không phải là đông cứng, mà đông mình thấy có một lớp màng mỏng ở phía trên là được. Mình đổ nhẹ nhẹ. Nhưng mà nếu mà cái màng mỏng quá mà bạn đổ mỏng mạnh tay xuống á, là nó sẽ bị trùng xuống, nó không cái mặt phẳng của cái lớp đó, nó không còn cái một cái mặt phẳng láng nữa, mà nó bạn làm ra cái layer nó không có được đẹp. Cứ mỗi lần mình đổ một lớp đó, thì khoảng nửa cấp, hai cái vá nó là khoảng 120-125 ml đó. Bạn thấy bong bóng nó nổi lên, thì khi mà bong bóng nổi lên như vậy á, mình lấy cây tăm mình chích nó vô. Bây giờ bột nó bắt đầu nó đặc lại rồi, tại vì mình để ấm cái mình tắt lửa là tắt lửa cái mình vặn lên vặn xuống hoài á. Khi nào mà mình thấy nó bắt đầu nó hơi đặc đặc đông đông á, thì mình cho lửa nóng lên lại rồi mình khuấy nó lại thôi. Đó, hơi đặc đặc. Khi nó đặc vậy á, thì nó mau đông cho mình làm lẹ. Nhưng mà nó bù lại thì cái bánh nó không đẹp. Thành ra bạn tình hình á, là bạn phải coi cho kỹ. Đó, bạn thấy mình chích đây nè. Bạn để ý á, nếu mà bạn chích liên tục lại á, là cái bong bóng nó còn nguyên, nó không có bể nha. Nhưng mà bạn lấy cái tay á, sau đó mình mới rút kinh nghiệm ra. Mình giúp nó một cái là đâm vô là bể liền ngay lập tức. Đó, cho nên khi mà mình đâm nó, mỗi lần đâm á là mình phải giúp nó, rồi mình phải đâm cái bong bóng kế tiếp. Thì mình cứ tiếp tục làm cho đến khi nào mà hết hết xương xà thôi. Mà khi mà thấy mà nó đông đông, bạn nhớ nha, khi nó đông đông thì vặn lửa lên cho nó ấm ấm lại. Và cũng đừng lo nếu mà nó mình làm cái gì bận rộn, cái lớp mình nó đông quá đó, thì mình sẽ bị tách lớp. Nhưng mà không có lo, mình nấu nóng cái mình đổ vô là nó cũng quyện trở vô lại à, cái lớp kế tiếp mà nó nóng á. Có những cái mà nó bám bám lên thành mình đánh nó xuống thì bạn dòm ở trong cái lớp dừa nó thấy nó lợn cợn, nhưng mà không có sao. Rồi sau khi mà mình làm xong á, thì bạn để ở nhiệt độ phòng ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Mục đích của mình là mình không có bỏ vô tủ lạnh, là bởi vì nó nóng. Với lại cái thứ hai nữa, nó cái sân sa này á, nó đông ở nhiệt độ phòng, thành ra không mình bỏ vô tủ lạnh á, nó thứ nhất là nó dễ bị chảy nước, cái thứ hai nữa là nó không có được mịn, nó có thể bị tách lớp. Mình để đây nó đông từ từ là được à. Sau khi mà nếu mà mình 2 tiếng đồng hồ rồi thì bạn chưa ăn á, thì bạn có thể bỏ vô tủ lạnh. Cái này mình sau cái 2 tiếng đồng hồ mình đây mình bỏ tủ lạnh, cái này ngày hôm sau mình phải cắt nó đó. Đó, mướt trượt luôn. Cái lớp trên là tại vì mình tráng cái nồi á, mình đổ vô rồi cho nên nó lợn cợn. Nhưng mà mình lật nó lại, cái lớp dưới thì nó láng, nó tiếp xúc với cái khung á. Đây, bây giờ mình nói những cái mẹo này. Phải ngâm trước 10 phút trước khi nấu, không có được đổ vô nước nóng nha. Đó, cái bột Ega này là phải ngâm nước. Rồi trên cái bao á, họ nói 1 gram á, thì xài 120 gram nước hoặc là đường, tổng cộng là 120 gram. Như vậy 25 gram á, là xài cái nguyên liệu khác là 3000 gram. Nhưng mà trong công thức này mình muốn đông cứng hơn thì mình chỉ xài 2500 gram, tức là mình xài 1800 nước, 300 đường, 200 cà phê, 200 dừa, tổng cộng lại là 2500 gram. Đó. Bây giờ thì cái agar này nó tan ở nhiệt độ là 90 độ C, tức là 190 độ F. Bạn không nên để nó sôi, nó tan rồi không có để nó sôi lâu quá thì nó sẽ mất đi cái tính làm đông khi mà nó nguội. Thành ra nó sôi lên cỡ 2 phút là tối đa, tắt lửa liền, không có nấu tiếp.
Và mình cũng để ý là cái vá mà nó không còn lợn cợn nữa, chứ ví dụ như là nó sôi mà bạn khuấy không có kỹ á, cái vá nó còn lợn cợn à, chỗ cái bột egg nó thì vẫn nấu sôi tiếp tục. Bây giờ bạn dòm ra này, cái mình cắt ra mình thử một miếng, nó không có tách lớp, nó cứng ngắc, nó dính vô luôn á. Rồi mình cắn miếng mình ăn. Đó. Mình có cảm tưởng như là 300 gram đường phải không? Là đối với mình là quá ngọt, nhưng mà khi mình nấu với sun sa, rau câu hay thạch hay là rong biển gì này, mình cảm thấy nó không có ngọt nha. Nó vừa vừa thôi. Cái bột rau câu này không phải tan trong cái nước đâu, mà tan trong nước nóng đâu, mà bất cứ cái chất lỏng nào nóng, ví dụ như là nhờ cái tính chất đó mà mình có thể mình nấu với lại sữa đậu nành để mình làm tàu phớ rồi được đó. Rau câu có thể bị chảy nước trong cái môi trường nhiệt độ có độ ẩm cao. Người ta bày á, thì bỏ cornstarch vô giống như là mình làm tàu phớ vậy, nhưng mà bản thân mình á, thì mình thấy không cần thiết. Khi nào mà mình trộn có cái axit, ví dụ như là trái cây chua á, thì nó sẽ bị chảy nước, thì lúc đó mình mới cần những cái bột cornstarch mình khuấy chung vô trong rau câu, còn bình thường á, thì mình không có cần. Mình nhắc nói hồi nãy á, mình thấy 300 đường đó là rất là ngọt phải không? Nhưng mà khi mình nấu rau câu á, với cái số lượng này mình ăn nó vừa, chứ nó không có ngọt như mà mình đừng ý. Mình không biết ở trong cái phản ứng hóa học á, nó có làm đường nó biến ra một cái dạng khác không, chứ mình không thấy nó ngọt. Cái bột agar này á, phải đọc EG nhưng mình đọc agar luôn. Đông rồi á thì mình có thể nấu cho nó tan trở lại, cho nên mình không phải lo lắng cái việc mà mình nấu không kịp á. Khi mà nếu mà một cái lớp mà nó đã đông rồi á, bạn thấy nó cứng, mình đổ một cái lớp khác vô á là nó sẽ bị tách lớp. Như vậy để chữa trị những cái trường hợp như vậy á, thì các bạn nấu cái lớp mà kế tiếp đó, mình nấu nó gần sôi trở lại, mình đổ vô trên cái lớp mà đã đông hơi quá tay đó, thì cái độ nóng của cái lớp mới này á, nó vô nó sẽ làm cái lớp cũ nó mềm ra, rồi nó quyện vô là nó không có bị tách lớp. Như vậy không bị tách lớp á, là mình phải, một cái là mình đổ nó vô khi mà nó vừa đóng màng, nhưng mà nó vừa đóng màng á thì mình đổ mạnh tay một cái là nó sẽ bị sũng xuống, cái mặt nó không có bằng nữa, rất khó. Và có nhiều khi á, là nó quyện hai màu lại, nó không có nó cái màu nó riêng biệt cho đẹp. Thành ra sun sa đang nấu phải luôn luôn giữ ấm để mình đổ nó vô, là cái kia dù nó hơi hơi đông quá tay một chút thì nó vẫn không bị tách lớp. Cái thứ hai nữa là ở cái môi trường mà nó bị độ ẩm cao á thì nó sẽ bị chảy mồ hôi, thì mình không có nên bỏ liền vô tủ lạnh, mình để nó đông ở nhiệt độ phòng rồi mình để từ từ mình bỏ vô tủ lạnh. Và khi mà những cái chất mà ví dụ mình nấu như bữa nay thì cà phê với lại sữa dừa thôi, không có gì, nhưng mà nếu mà các bạn có nấu cái gì mà có axit, cái ví dụ bỏ trái cây rồi vô là nó sẽ bị nó khó đông. Một là mình tăng cái bột sun sa lên, hai nữa là mình phải bỏ thêm cái chất mà cornstarch vô để cho nó hút bớt hơi ẩm. Rồi như vậy là mình chia sẻ với các bạn, mình ghi hết trên màn hình, và trong cái phần công thức thì mình để trong cái phần mô tả. Các bạn có gì thắc mắc thì hỏi, mình sẽ trả lời, cố gắng trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn. Mình chia sẻ đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.